Xin chào các bạn đã đến với kênh Tin Tức Trong Ngày. Sau đây xin mời các bạn xem tin Quang Tèo, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên từng hát lót cho tôi. Quang Tèo chia sẻ về nguồn gốc tài sản của mình và khẳng định anh đã phải lao động miệt mài, cũng như Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên từng hát lót cho anh nhưng rồi cũng thành công do lao động. Khối tài sản kếch xù của nghệ sĩ hài Quang Tèo luôn là đề tài khiến cư dân mạng bàn ra tán vào, bởi có nhiều ý kiến cho rằng Quang Tèo không phải là ngôi sao hạng A, không quá nổi tiếng trên truyền hình, vậy tại sao anh ta lại có khối tài sản lớn như vậy? Mới đây, chia sẻ với Vietnamnet, nghệ sĩ hài Quang Tèo đã chia sẻ về nguồn gốc của khối tài sản của mình. Theo anh, để có được như ngày hôm nay, anh đã chạy show không ngừng nghỉ, thậm chí có nhiều show diễn sát nhau, anh còn chẳng kịp ăn uống. Quang Tèo không phân biệt sự kiện lớn hay nhỏ, xa hay gần, anh vẫn miệt mài diễn, anh cũng không thuê xe lái mà luôn luôn tự lái trong các lần đi diễn của mình. Quang Tèo nhấn mạnh, có ai biết tôi chạy show kinh khủng và chắt chiu như thế nào đâu. Suốt ngày đi ăn chơi nhậu nhạt khét tiếng thì tiền núi cũng hết, làm sao mà khá được. Có ai biết tôi đã phải từ chối không biết bao nhiêu cuộc nhậu để đi làm không. Ngỡ ngàng cái gì chứ, báo chí phải ngỡ ngàng vì sức lao động của tôi mới đúng. Nói đến sự cố gắng miệt mài để có được thành công với chúng tôi, Quang Tèo chia sẻ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng là anh thợ cắt tóc vỉa hè, Lệ Quyên bây giờ nổi tiếng như vậy nhưng mà có thời gian đi hát cho tôi. Có 150.000 trên một buổi diễn mà thôi, Quyên vẫn đạp xe đi rồi đi hát các tỉnh, đi diễn cùng tôi. Nói thế để thấy rằng Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên không tự nhiên mà giàu có và có số như bây giờ, quan trọng là biết cố gắng. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tiến, tên thật của Quang Tèo, đã gắn bó với sân khấu hài gần 30 năm. Anh giờ đã trở thành một cây hài có thương hiệu. Các vai diễn của nghệ sĩ Quang Tèo đã đóng khung với những vai nông dân mộc mạc, thuần chất nhà quê, lối diễn nhập vai chân chất và hết mình của Quang Tèo dễ dàng chọc cười khán giả. Cách đây hơn 10 năm, anh còn ở trong một căn phòng thuộc khu tập thể của cơ quan, rộng khoảng 16m², không có công trình phụ. Mỗi sáng anh mặc quần đùi, áo may ô xuống sân xách nước phục vụ cho sinh hoạt gia đình. Khi kinh tế vững vàng, anh đã bán căn hộ tập thể được cấp, cộng thêm tiền tiết kiệm xây nhà trên miếng đất cha mẹ cho, anh vừa xây được nhà mới khang trang, vừa mua được ô tô phục vụ công tác. Tới nay, anh đã giữ chức thượng tá và giành nhiều huy chương giải thưởng cao quý. Sau khi vi phạm tác quyền, Mỹ Tâm lại hát sai lời nhạc Trịnh. Mặc dù một ca sĩ hạng A hát nhầm lời trong chương trình lớn không được nhiều khán giả ủng hộ, tuy nhiên việc Mỹ Tâm nhanh chóng xin lỗi trước sóng truyền hình đã được nhiều cư dân mạng ủng hộ. Mới đây trong đêm nhạc Du Em, Mỹ Tâm thể hiện ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Đây là ca khúc Mỹ Tâm đã nhiều lần thể hiện trên sân khấu. Tuy nhiên khi đang thể hiện ca khúc, Mỹ Tâm đã hát nhầm Hồ Tây Chiều Thu thành Trời Tây Chiều Thu. Ngay sau khi biết mình hát sai lời, cô đã dừng hát và xin lỗi khán giả. Theo Mỹ Tâm, sở dĩ có sự nhầm lẫn này bởi vì cô quá xúc động trước giai điệu của tác phẩm. Mặc dù về một ca sĩ hạng A hát nhầm lời trong chương trình lớn không được nhiều khán giả ủng hộ, tuy nhiên việc Mỹ Tâm nhanh chóng xin lỗi trước sóng truyền hình đã được nhiều cư dân mạng lên tiếng ủng hộ. Một số ý kiến cho rằng ca sĩ nào cũng có những lần vấp ngã trên sân khấu, quan trọng là bạn đã ứng xử với những sai sót đó như thế nào. Trước đây không lâu, Mỹ Tâm vừa là tâm điểm của những ồn ào liên quan đến tác quyền. Cụ thể, đầu năm 2017, Mỹ Tâm cho phát hành ca khúc Anh Thì Không và lập tức đã đạt được 3 triệu lượt xem. Tuy nhiên, nhạc sĩ Xuân Hùng, tác giả nhạc Việt của ca khúc đã cho biết, dù mang Anh Thì Không đi hát, làm cả clip để kinh doanh, từng lượt xem trên trang YouTube chính thức của Mỹ Tâm đều giúp cô thu được tiền. Mỹ Tâm và ekip của mình chưa hề xin phép ông để sử dụng tác phẩm. Điều sẽ chẳng có gì đáng nói nhiều nếu sau khi bị nói vì vi phạm tác quyền, Mỹ Tâm gặp gỡ nhạc sĩ Xuân Hùng. Tuy nhiên, Mỹ Tâm đã không làm như vậy và cho quản lý liên lạc. Sau khi không gặp được nhạc sĩ Xuân Hùng, Mỹ Tâm đã chia sẻ trên mạng xã hội lời xin lỗi nhạc sĩ. Nhạc sĩ Xuân Hùng cũng cho biết sẽ không cho Mỹ Tâm thể hiện ca khúc của anh nữa. Hành động của Mỹ Tâm sau khi bị tố tác quyền cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng Mỹ Tâm đã cư xử không đúng đắn với một nhạc sĩ lớn tuổi.